Pháp Uyển, Châu Lâm. Sa môn Thích Đạo Thế chùa Tây Minh biên soạn. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 42, Thiên thứ 39, Thọ Thỉnh. Tiếp theo. Thứ ba, Thánh Tăng. Từ khi đấng đại giác nhập Niết Bàn, thì Pháp quay về chúng Thánh. Hàng khai sĩ ứng hiện chân thực, dẫn dắt truyền bá giáo Pháp thời kỳ cuối cùng. Đồng thời bất ngờ hóa hiện các tòa tháp tùy duyên thâu nhiếp dạy dỗ, cảm khác nhau, thì cùng một nhà mà cách xa giờ dợi, ứng hợp lại thì cảnh khác nhau mà dung nhan đối diện. Cuối thời Thái Thị nhà Tống, Nam Bắc Triều, có Sa môn Thích Pháp Nguyện chùa Chánh Thắng, Sa môn Thích Pháp Kính chùa Chánh Hỷ, bắt đầu họa về Thánh Tăng an tọa thành hàng theo như mô phỏng. Mãi đến đầu thời nhà Đường, nhiều lần giáng điềm lành linh thiêng, hoặc là hiển lộ dấu chân hiện rõ trong cột giống, hoặc là di tích chống gậy ấn sâu vào đất bằng. Vì lẽ đó vua nhà Lương nghe mà vui sướng, ngợi ca, tâm cung kính ngưỡng mộ vô cùng. Đất nước cảm ứng tốt lành, nhất định phải hướng về thiết trai cúng dường. Đến năm thứ niên hiệu Vĩnh Minh, nhà vua tự biết mình không khỏi bệnh, tuy nhà thuốc dùng mọi cách mà gối nệm hãy còn đình trệ. Thế là kết tâm phát thệ quy mạng Thánh Tăng, truyền chỉ ở trong điện Diên Xương cầu thỉnh 7 ngày, cúng dường chư Phật và chúng thánh hiền. Trai đường trang nghiêm, mấy trần không lay động. 7 ngày sắp hết mới cảm được linh ứng, mới có hương thơm phi diệu tỏa ngát khắp nơi, làm cho thân tâm thanh thản, ánh sáng lung linh huyền ảo, không có gì tốt đẹp hơn. Lại có hình bóng đi lại, dấu chân trải khắp trong nhà, trung tích trượng, thánh thoát âm trang phát ra tận bên ngoài. Nhìn dấu tích, ngửi mùi hương đều tự cảm thấy trợn người. Lúc ấy có Từ Quang Hiển cùng mười mấy người, tất cả cùng thấy nghe, cùng bước lên tấu trình. Ngay sau đó trai hội đã kết thúc mà nhà vua khôi phục sức khỏe tốt lành. Vì vậy cả triều đình quy y chứng minh thần ứng linh nghiệm. Sau đó Từ Quang Hiển cùng với đạo tục mấy người, thiết trai cúng dường, phụng thỉnh đều có điềm lành ứng hiện. Thánh dân cảm ứng tất cả, không thể ghi lại hết được. Xưa kia có trưởng giả Thọ Đề Già làm bình bát bằng gỗ chiên đàn đặt trong túi lưới, treo cao trên đầu cọc nhỏ bằng ngà voi xa tích tận mái nhà, tuyên bố như vậy: nếu sa môn hay bà la môn nào không dùng thang leo hay kệ chống mà có thể lấy được thì xin tặng cho bình bát ấy. Các ngoại đạo biết là muốn hiện bày thần thông, không ai có năng lực nên lắc đầu mà rời xa. Tân Đầu Lô nghe chuyện này hỏi Mục Kiền Liên rằng: thực sự như vậy không? Đáp rằng: thực sự như vậy. Ông là bậc nhất trong hàng sư tử hống, thì đến lấy bình bát ấy đi. Mục Kiền Liên sợ Đức Phật quở trách nên không bằng lòng đi lấy. Tân Đầu Lô lập tức đi đến nhà ấy, nhập thiền định, liền từ trên chỗ ngồi duỗi tay ra lấy bình bát. Dựa theo tứ phẩm luật, lúc ấy ngồi ở tảng đá chuông ngang dọc rất lớn, thân hình dần dần bay lên giữa hư không, lấy được bình bát rồi quay trở lại. Đức Phật nghe chuyện trách mắng: tại sao tỳ kheo vì bình bát ngoại đạo mà hiện bày năng lực thần thông ở trước mặt người chưa thọ giới? Từ nay về sau gạt bỏ ông ra ngoài, không được ở trong cõi Diêm Phù Đề. Thế là Tân Đầu Lô nghe theo lời Đức Phật dạy mà đi đến cõi Tây Cù Gia Ni, giáo hóa bốn chúng, truyền bá rộng giáo pháp của Phật. Bốn bộ đệ tử ở Diêm Phù Đề suy nghĩ trông thấy Tân Đầu Lô thưa với Đức Phật. Đức Phật đồng ý cho phép trở về, bởi vì hiện bày thần thông nên không được phép niết bàn. Sắc lệnh ở lại làm phước điền cho bốn bộ chúng ở thời kỳ cuối cùng. Tân Đầu Lô cũng tự thệ rằng: trong ba thế giới cưỡi phạt bay, có nơi nào thỉnh cầu đều đến ngay lập tức. Còn trong kinh A Dục Vương, tỳ kheo hải ý từ phạt lớn lên giữa hư không vì nhà vua nói kể rằng: thân ông giống như thân mọi người,
sức ông hơn hẳn sức mọi người, đồng ý làm cho tôi biết rõ, vì ông làm ra sức thần thông. Nhà vua phát tâm thỉnh cầu Tứ Phương Tăng, bèn nói kệ rằng: có các vị A-la-hán, hãy đến đây nhiếp thọ cho con. Con thỉnh các vị A-la-hán, tất cả hãy đến tại nơi này. Vì vậy dựa theo kinh Thỉnh Tân Đầu Lô nói, như quốc vương trưởng giả Ưu Bà Tắc ở Thiên Trúc, nếu tổ chức tất cả pháp hội thì luôn luôn thỉnh cầu Tân Đầu Lô Phả La Đọa Thệ A-la-hán. Tân Đầu Lô là tên, Phả La Đọa Thệ là họ. Vì ấy vì trưởng giả Thọ Đề mà hiện bày thần túc, cho nên Đức Phật cấm không được niết bàn, sắc lệnh ở lại làm phước điện cho bốn bộ chúng sanh thời mạt pháp. Lúc thỉnh cầu ở nơi vắng lặng, thắp hương lễ lạy, hướng về núi Ma Lê ở Thiên Trúc, chỉ tâm xưng danh rằng: Đại Đức Tân Đầu Lô Phả La Đọa Thệ nhận lời dạy bảo của Đức Phật làm phước điện cho người thời mạt pháp, nguyện nhận lời con thỉnh cầu cúng dường ở nơi này. Nếu mới làm nhà cửa thì cũng nên thỉnh cầu, nguyện nhận lời con thỉnh cầu đến an trú trong ngôi nhà vừa hoàn thành này. Nếu như lúc thỉnh cầu tất cả chúng tăng tắm gội, cũng nên thỉnh cầu rằng: nhận lời con thỉnh cầu đến tắm gội. Và trước khi trời chưa sáng, xem lại nước nóng pha hương, nước tro, xà phòng, dầu thơm đều hòa lạnh ấm như cách tắm gội của người thế gian. Mở cửa thỉnh vào, sau đó khép cửa, như người tắm xong, lát sau chúng tăng mới vào. Hễ là muốn thiết trai tắm gội thì cần phải thỉnh cầu chúng tăng. Mọi người chí tâm cầu mong giải thoát, không nghi không mê muội, tính tâm thanh tịnh, sau đó có thể khép lại, kết thúc sự cúng dường. Thời đại gần đây có một trưởng giả nghe nói Tân Đầu Lô Đại A La Hán nhận lời dạy bảo của Đức Phật ở lại làm phước điền cho người thời mạt pháp, liền đúng như pháp tổ chức hội lớn, chí tâm thỉnh cầu Tân Đầu Lô. Phía dưới thảm len trải đầy hoa đẹp, muốn chứng minh sự linh nghiệm. Đại chúng vừa ăn xong, mở thảm len ra, hoa đều úa vàng, buồn phiền tự trách mình, không biết lỗi lầm phát sinh từ đâu, lại tiếp tục dốc hết tâm ý hỏi kỹ càng các vị kinh sư, tiếp tục tổ chức trai hội trầm trộ, bố thí như trước, hoa cũng đều úa vàng. Lại tiếp tục dốc hết tài sản trong nhà, lại tổ chức trai hội, cũng còn như trước, buồn phiền tự trách mình, lại thỉnh cầu hơn trăm vị pháp sư, cầu thỉnh sám hối, nhận lỗi xảy ra do sơ suất. Như từ trước đến nay, có một vị thượng tọa tuổi đã già yếu, hướng về vị ấy nhiều lần bày tỏ hối hận tội lỗi của mình. Vị thượng tọa nói cho biết rằng: ông ba lần thỉnh tôi đều nhận lời thỉnh cầu. Ông tự sai khiến trong nhà thấy thì ngăn lại, bởi vì tôi già yếu, có quần trách trới, nên nói là bị gạt bỏ. Trách móc rằng sa môn trước đây không nhìn thấy. Tôi chỉ ông thỉnh cầu nên miễn cưỡng đi vào. Tôi tớ của ông dùng gậy đánh dở đầu tôi, gốc trán bên phải bị lỡ là vậy. Hồi thứ hai cũng đến lại không thấy ở trước, tôi phải miễn cưỡng đi vào, lại đánh đầu tôi, giữa trán bị thương là vậy. Ông tự mình làm ra, sao mà buồn phiền than thở chứ. Nói xong không còn thấy nữa. Trưởng giả mới biết là Tân Đầu Lô. Từ lúc ấy đến nay, những người thiết trai cầu phước đều không dám ngăn trở trước cổng. Nếu được Tân Đầu Lô đến ngồi nơi đó thì hoa không héo. Nếu mới làm nhà cửa giường phản, lúc muốn thỉnh cầu Tân Đầu Lô đều nên dùng nước nóng pha hương thơm phẩy trên đất, thắp hương, thắp đèn sáng tỏ. Trên giường mới, nệm mới lấy bông tơ trải lên, dùng lụa trắng phủ lên trên. Đầu đêm đúng như pháp mà thỉnh cầu, dẫn đóng cửa phòng, cẩn thận đừng khinh mạng nhìn trộm. Mọi người đều chí tâm tưởng thì nhất định sẽ đến, tinh thành cảm ứng thì không đâu không đến. Đến thì ở trên nệm hiện rõ ra có chỗ người nằm, phòng tắm cũng hiện rõ ra nơi sử dụng nước nóng. Lúc nhận lời thỉnh cầu thiết hội cúng dường, hoặc ở thượng tòa, hoặc ở trung tòa, hoặc ở hạ tòa, hiện thành hình tướng tăng tùy theo chỗ. Người cầu mong sự khác biệt ấy chung quy không thể nào có được. Về sâu thấy nơi chỗ ngồi hoa không héo mới biết rõ được. Thuật rằng: nay thấy nhà thiết trai hội
phần nhiều không y theo pháp, mà chỉ thuận theo tình người để sắp đặt. Người phàm trần hoàn toàn không quý trọng Phật và Thánh Tăng, như kinh đã nói ở trước. Thí chủ trước hết cần phải quét dọn sạch sẽ nơi thờ kính Đức Phật và sắp đặt chỗ ngồi của Thánh Tăng, tắm gội sạch sẽ, thắp hương xông trầm, treo phan cái ngũ sắc, trải các loại hoa, tay bưng lư hương, thành tâm ngưỡng mộ cung kính, phụng thỉnh Tam Bảo và các Thánh Tăng. Hết thảy phạm thánh trong 10 phương pháp giới cũng đều thỉnh cầu tất cả. Nhận lời đệ tử thỉnh cầu chủ lòng thương xót, thị hiện dung nghi bậc thánh đến nơi cư trú này. Lớn nhỏ cả gia đình đều chung lòng thành kính, chuẩn bị trước 7 ngày. Đến nay phát tâm sâu nặng này. Nếu là gia đình nghèo khó, không có hương hoa tốt đẹp, lại không có nơi sắp đặt, nhưng mà cần phải suy nghĩ xem xét đến lúc sự việc xảy ra. Trước khi tăng chưa ngồi thì trước đó có nơi tốt đẹp nhất an trí pháp tọa của Phật, quét dọn sạch sẽ đúng như pháp. Nơi tốt đẹp tiếp theo sắp xếp chỗ ngồi của Thánh Tăng, trải bày vật dụng mềm mại mới nguyên sạch sẽ, vải mềm phủ ở trên. Nếu thí chủ thành sâu nặng thì có cảm ứng, thọ thực xong chờ xem tựa như chỗ người ngồi, tức là biết báo thân đã đến. Nếu không có tướng hiện bày thì chỉ có hóa thân đến. Nếu hoàn toàn khinh mạng thì báo thân, hóa thân đều không đến. Chỗ ngồi ấy không được hoàn lẫn tạp các thứ vàng bạc, lụa là, gấm hoa, màu sắc rực rỡ và trải qua lên trên. Tuy là La Hán nhưng cùng là phàm tăng, cùng thọ 20 giới biệt giải thoát, cho nên không thọ nhận các vật vàng bạc trang hoàng lẫn tạp. Nếu là chư Phật, Bồ Tát và người Đại Thừa thì không câu nệ hình tướng xuất gia, cho nên có thể thọ nhận các loại cúng dường. Sắp xếp chỗ ngồi của Thánh Tăng và nơi dân cúng thức ăn cũng không được sắp xếp ở nơi cao vượt quá 1 thước 6 tấc. Chỗ ngồi của tăng chúng như pháp từ 1 thước 6 tấc trở xuống thì được. Cũng không được làm hình tượng Thánh Tăng sắp xếp ở chỗ ngồi. Nếu như báo thân tự đến thì lẽ nào có thể đầy hình tượng đi mà ngồi. Cũng không được mang đồ đựng thức ăn của thường trú tăng ở chùa đến, sợ rằng báo thân đến không thể chạm vào đồ vật thanh tịnh của tăng mà ăn được. Nếu sử dụng chén bát và mâm đĩa bình thường làm đồ dùng dân cúng thì bao gồm cả hóa thân và báo thân, thật là đúng như pháp. Nếu có tiền bạc của Thánh Tăng thì vẫn đưa vào sử dụng cho Thánh Tăng, lấy đặt mua chén bát, đũa muỗng, chậu đồng, khăn tay và lấy mua khay chậu, đồ đựng bằng gốm tốt nhất. Trên lưng dùng màu son viết chữ để tên làm dấu hiệu, người khác không dám sử dụng lẫn lộn. Những ngày khác tùy theo sự ăn uống thường ngày của gia đình. Mỗi sáng sớm và đúng giờ ngọ xế cơm, thường dân cúng Phật và tăng, há không phải là việc tốt hay sao? Lại có tiền dư đem mua lấy 1 hồ sàng và 1 du đan, ăn xong dùng xà phòng rửa sạch sẽ, xếp vào trong hồ sàng, lấy du đan phủ lại. Những ngày khác như vậy thể hiện sự cúng dường Tam Bảo, tâm luôn luôn không đoạn tuyệt thì có được công đức to lớn. Nếu như có được nhiều tiền thì giống như phương pháp trong chùa ở các nước Tây vực, và người già thế gian ở nơi cao tráo vắng lặng làm thành phòng ốc cho Thánh Tăng. Tùy theo 4 mùa đông hạ sắp xếp vật dụng cúng dường. Nếu ở trong mùa hạ, trong phòng chính thường ngày chỉ trải chiếu sạch sẽ tốt đẹp, tự mình sắp xếp đầy đủ chậu đồng, bình đồng, xà phòng, khăn sạch. Nếu đến trước giờ ngọ cùng dân cúng đồ ăn thức uống, ban đêm thắp đèn đốt nhang tùy tâm lượng sức như pháp cúng dường. Nếu đến mùa đông giá lạnh, sắp xếp chăn màn, nệm gối, lửa than, nước nóng, đèn sáng cúng dường thường xuyên. Cho dù có tiền bạc của cải của Thánh Tăng thêm, không được lấy đưa vào sử dụng cho biệt tăng, thậm chí là thường trú tăng, cũng không được gộp vào sử dụng cho Phật Pháp, cũng không được làm hình tượng Thánh Tăng riêng biệt. Thường thấy có người lấy tiền Thánh Tăng họa vẽ hình tượng Đức Phật và 4 mặt tường họa các Thánh Tăng như Ca Diếp, A Nan. Bởi vì Tân Đầu Lô La Hán là bậc thánh nhân hiện tại không nhập Niết Bàn, đã không được Thánh Tăng dặn dò
trao cho sự tiến lên hay dừng lại, lẽ nào có thể cùng sử dụng lãng phí mang cộp vào nơi khác? Nếu như mình sử dụng thì cũng phải trả lại gấp bội, không trả lại thì phải chuốc lấy tội lỗi. Vì vậy tứ phần luật nói, hứa nơi này không được mang đi nơi khác, nếu mang đi thì phải gánh chịu tội lỗi. Giống như đồ vật của mình mà người khác không hỏi gì mình, người khác nhất định mang đi sử dụng nơi khác, há có thể đồng ý hay không? Trên đây đã thuật lại những điều như vậy, hoàn toàn dựa theo thánh ý ghi rõ trong kinh luật, không thể nào không thực hành. Vật của tam bảo phải được coi trọng, không được sử dụng tùy tiện, sợ rằng sai một ly đi một dặm. Lời thành thật không hư dối, hãy tự mình sử dụng thích hợp. Vì vậy vào thời Lương Vũ Đế, các vị đại đức Anh nhà ở nước Hán cùng nhau thỉnh Tam Tạng ở Tây Vực biên tập lại những cách thức sử dụng đồ vật của thánh tăng, phiên dịch ra thành 5 quyển. Những điều thuật lại như trước cũng hoàn toàn giống nhau. Thứ tư, phần thí thực. Như kinh Niết Bàn nói, bởi vì quỷ thần khoáng giả được trao cho giới bất sát, nữ giới không ăn thịt cho nên sức lực yếu ớt, mạng sống sắp muốn kết thúc. Đức Phật bảo giới quỷ rằng, ta dạy cho hàng thanh văn đệ tử, bất cứ nơi nào có Phật Pháp đều bố thí thức ăn cho các ông. Nếu có trú xứ mà không thường xuyên bố thí thì đó là quyến thuộc của ma, không phải là thanh văn đệ tử chân thực của ta. Nhưng lúc đưa thức ăn ra cho chúng sanh cần phải có phần như nhau. Nếu ăn thức ăn của thí chủ khác thì cần phải y theo ngũ phần luật nói. Nếu như bố thí cho người ăn xin, chim, chó cùng các loại, cũng tùy theo số lượng trong phạm vi của mình mà giảm bớt để bố thí cho, không được lấy vật ngoài phạm vi của mình mà bố thí. Ví dụ như thấy đạo tục còn trong trai kỳ thì thí chủ tiết kiệm không cung cấp cho vợ con, trước tiên cúng dường chúng tăng mong làm phước điền. Tăng như nhau không phân biệt, trước đó mức ăn bao nhiêu thì tự mình ăn no. Mong muốn bố thí nhiều thức ăn, cầu xin để nuôi chim chó làm tổn hại đến thí chủ khác, lại tự mình gánh lấy tội lỗi. Nếu lấy trong phạm vi của mình hoặc là đem thức ăn của mình bao nhiêu tùy ý, không kể đến giới hạn. Còn trong kinh Thập Nhị Đầu Đà nói, nếu có được thức ăn thì nên dấy lên nghĩ rằng, thấy chúng sanh đói khát, lấy một phần để giúp cho họ. Mình là thí chủ, họ là người nhận. Bố thí rồi phát lời nguyện như vậy, khiến cho tất cả chúng sanh có được phước thiện giúp đỡ họ, đừng rơi vào tham tiếc, mang đến nơi vắng lặng trống trải, chia bớt một phần đặt trên hòn đá sạch, bố thí cho các loại chim thú, cũng nguyện cầu như trước. Đang lúc sắp ăn, dấy lên ý niệm như vậy. Trong thân có 8 dạng con trùng, trùng được thức ăn này thấy đều yên ổn. Nay tôi dùng thức ăn bố thí cho các loại côn trùng này, sau này đắc đạo thì sẽ dùng pháp thí cho các vị, bởi vì không bỏ chúng sanh. Lại trong kinh Quán Phật Hình Tượng nói, Đức Phật bảo với đại chúng rằng, người thế gian có nhiều người phát ý cầu mong như nguyện, ngày bố thí không tính toán nhiều ít, chỉ hướng về làm cho đầy đủ, sự nghiệp đạt đến kết quả tốt đẹp. Có còn thừa lại đồ ăn thức uống sử dụng không hết, đều nên chuyển vào trong chùa, giữ lại cho chúng tăng và các vị sa môn trì pháp, tự cùng nhau phân chia. Lúc ấy vật đưa ra nên cầu mong nảy sinh phước thiện, không nên mạnh người nào người nấy tranh phần mang về cho vợ con. Đây là trồng cây trên đá, gốc rễ khô hết, cuối cùng không có lúc sinh ra. Nay chỉ người bố thí phước thiện sâu nặng, còn lại đem cúng dường chúng tăng. Đây là bố thí một đạt được phước báo gấp vạn lần. Lại trong tứ phần luật nói, bố thí cháo cho tăng có được 5 loại lợi ích. Một là trừ cơn đói, 2 là trừ cơn khát, 3 là tiêu hóa thức ăn đã sử dụng, 4 là bài tiết được điều hòa dễ chịu, 5 là mắt nhìn tinh tường nhanh nhạy. Còn trong Tăng Kỷ Luật nói, bố thí cháo được 10 loại lợi ích, cho nên kể rằng, tôn trọng đối với người trì giới thanh tịnh,
cung kính thường xuyên đem cháo đến bố thí. 10 loại lợi ích tăng thêm cho hành giả: thân thể khỏe mạnh, lời nói hay trong sáng, tiêu quá dễ dàng, trừ bệnh quạng đói khát. Đây gọi là vị thuốc Đức Phật thuyết ra. Muốn sanh vào trời người sống đời vui thú, nay nên dùng cháo để bố thí chúng tăng. Lại trong kinh Thí Thực Hoạch Ngũ Phước Báo nói, Đức Phật bảo giới các tỳ kheo rằng, nên biết rằng ăn để duy trì mạng sống, thọ nhận mà không làm tổn hại. Đức Phật dạy, người mang cơm ăn bố thí cho người khác, có 5 công đức cho người đạt được đạo quả. Người trí hiểu rõ ý, vượt tra làm cho lớn mạnh, thì gặt hái 5 loại phước thiện. Những gì là 5 loại? Đó là 1. Bố thí mạng sống. 2. Bố thí sắc diện. 3. Bố thí sức lực. 4. Bố thí an ổn. 5. Bố thí biện giải. Sao gọi là bố thí mạng sống? Con người không được ăn uống thì nhan sắc tiều tụy, không thể nào biểu hiện rõ ràng. Không quá 7 ngày, bỗng chốc thọ mạng chấm dứt. Vì vậy người trí thì thực hành bố thí thức ăn. Sự bố thí thức ăn đó tức là thực hành bố thí mạng sống. Bố thí mạng sống ấy thì đời được thọ mạng lâu dài, sanh lên cõi trời và giữa thế gian, có thọ mạng lâu dài, không bị chết yểu. Phước báo tự nhiên của cải vô lượng, đây chính là bố thí mạng sống. Sao gọi là bố thí sắc diện? Con người không ăn uống thì nhan sắc tiều tụy, không thể nào biểu hiện rõ ràng. Vì vậy người trí thì thực hành bố thí thức ăn. Sự bố thí thức ăn đó tức là thực hành bố thí sắc diện. Bố thí sắc diện ấy thì đời được đoan chánh, sanh lên cõi trời hay giữa thế gian, luôn luôn có nhan sắc sáng ngời. Người thấy quan hỷ cúi đầu làm lễ, đây chính là bố thí sắc diện. Sao nói là bố thí sức lực? Con người không được ăn uống thì thân thể gầy yếu, ý chí nhu nhược, không có năng lực làm được điều gì. Vì vậy người trí thì thực hành bố thí thức ăn. Sự bố thí thức ăn đó tức là thực hành bố thí sức lực. Bố thí sức lực ấy thì đời đời được nhiều sức lực, sanh lên cõi trời hay giữa thế gian, luôn luôn có sức lực không gì sánh bằng. Ra vào đi lại không hao tổn gì đến sức lực, đây chính là bố thí sức lực. Sao nói là bố thí an ổn? Con người không được ăn uống thì tâm buồn trầu, thân tổn hại, đứng ngồi không nhất định, không thể nào tự an lành được. Vì vậy người trí thì thực hành bố thí thức ăn. Sự bố thí thức ăn đó tức là thực hành bố thí an ổn. Bố thí an ổn cho người thì đời đời được yên lành, sanh trên cõi trời hay giữa thế gian, không gặp phải những tai ương, đi đến chỗ nào cũng luôn luôn gặp được người có tài đức, của cải vô lượng, không bị chết nơn. Đây chính là bố thí an ổn. Sao nói là bố thí biện giải? Con người không được ăn uống thì thân thể gầy còm, ý chí suy yếu, miệng không thể nào nói năng. Vì vậy người trí thì thực hành bố thí thức ăn. Sự bố thí thức ăn đó tức là thực hành bố thí biện giải. Miệng nói năng lưu loát, không có gì chất vấn làm trở ngại, trí tuệ biện giải thông suốt, sanh lên cõi trời hay giữa thế gian, người nghe quan hỷ, không ai không cúi đầu lắng nghe, chọn lấy giáo pháp nói ra. Đây chính là báo ứng của 5 loại phước thiện về bố thí thức ăn. Lại trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói, bố thí có 5 điều gọi là hợp thời. 1 là người từ xa đến, 2 là người sắp đi xa, 3 là lúc đau ốm, 4 là lúc thời tiết thất thường, 5 là được quả hái đầu mùa. Nếu gặt hái thóc lúa mới, trước tiên giúp cho người tinh tiến trì giới, sau đó tự mình sử dụng. Lại nữa, bố thí có 3 pháp. 1 là chuyển lương thực đến chùa, gọi là bậc thượng. 2 là cúng dường ngay tại nhà, gọi là bậc trung. 3 là làm nhà, cầu xin bố thí, phát tâm cúng dường, gọi là bậc hạ. Còn trong kinh Trường A Hàm nói, Đức Phật bảo A Nan rằng, ta cảm thấy khát, muốn uống nước, ông lấy nước đến đây. A Nan thưa rằng, trước đây có 500 cỗ xe đi qua, nước ở trong dòng chảy đục ngầu chưa lắng trong, có thể dùng rửa chân, không thể uống được.
Ba lần như vậy sai A Nan đi lấy nước. Ông lấy nước đến đây. A Nan thưa rằng: "Này sông Câu Tôn cách đây không xa, trong mát có thể uống, cũng có thể tắm rửa." Lúc ấy có quỷ thần ở tại núi tuyết, thành tâm tín ngưỡng Phật đạo, liền dùng bình bát đựng 8 loại nước thanh tịnh dâng lên Đức Thế Tôn. Đức Phật vì thương cảm quỷ thần cho nên nhận nước để uống. Thứ năm, phần thực thời. Hỏi rằng: "Sao nói là thực thời? Sao nói là quá thời?" Đáp rằng: "Dựa vào tứ phần luật nói, nghĩa là lúc tướng trạng ánh sáng xuất hiện mới được ăn cháo. Tướng trạng ánh sáng chưa xuất hiện tức là không hợp thời. Cho đến buổi trưa, dựa theo giờ ngọ này làm pháp, tức là lúc ăn cơm. Dựa vào tăng kỳ luật nói, vừa quá giờ ngọ này, hình ảnh lệch đi một chút như cọng cỏ, tức là không hợp thời. Tứ thiên hạ theo đây đều như nhau. Vì vậy trong kinh Tỳ La Tam Muội nói, Đức Thế Tôn vì Bồ Tát Pháp Huệ mà thuyết rằng: ăn có 4 loại, sáng sớm là giờ ăn của chư thiên, đúng ngọ là ăn của pháp, hoàng hôn là giờ ăn của súc sanh, trong đêm là giờ ăn của quỷ thần. Phật đoạn trừ nhân của 6 đường khiến giống như chư Phật 3 đời, cho nên giờ ngọ hàng ngày là giờ ăn đúng pháp. Qua giờ này về sau giống những đường dưới thấp, không phải giờ ăn của người đường phía trên, cho nên nói là không hợp thời. Trong thập tùng luật nói, chỉ riêng chư thiên được ăn quá giờ ngọ không phạm lỗi gì. Lại trong thập tùng luật nói, có tỳ kheo ở cõi Diêm Phù Đề đến cõi Tây Câu Gia Ni sử dụng theo thời gian ở cõi Diêm Phù Đề. Tỳ kheo ở cõi Tây Câu Gia Ni đi đến 3 phương khác cũng như vậy. Nếu ở nơi này thì sử dụng thời gian của nơi này, nếu ở nơi kia thì sử dụng thời gian của nơi kia, 3 phương còn lại cũng như vậy. Vì thế Ma Đức Lạc Già luận hỏi, có thể có trường hợp ăn không đúng thời mà không phạm chăng? Đáp rằng có. Nếu như trú ở Bắc Uất Đan Phiệt, sử dụng theo giờ ăn của nơi ấy thì không phạm, phương khác cũng như vậy. Nếu như ở tại cõi Chiêm Phù Đề thì là giờ chính ngọ ban ngày, ở Bắc Phương là nửa đêm, ở Đông Phương là lúc mặt trời lặn, ở Tây Phương là lúc mặt trời mọc, các phương khác xoay chuyển theo nhau có thể biết. Còn trong Tất Bà Đa Luận nói, giải thích về thời gian có 4 cách. Một là bắt đầu từ lúc mặt trời mọc cho đến giữa trưa, ánh sáng đó chuyển sang hừng hực gọi là thời. Từ giữa trưa về sau đến phần cuối đêm thì ánh sáng đó tắt đi, cho nên gọi là phi thời. 2. Từ sáng sớm đến giữa trưa là lấy làm giờ ăn, cầu sinh, không sinh ra phiền muộn, cho nên gọi là thời. Từ giữa trưa về sau cho đến phần đêm là lúc người thế gian ăn uống chơi đùa, đi vào thôn xóm xin ăn thì nảy sinh biết bao xúc chạm phiền muộn, cho nên gọi là phi thời. 3. Từ sáng sớm đến giữa trưa, người thế gian làm công việc bận rộn thì sự dâm loạn chưa phát sanh, xin ăn không phát sanh phiền muộn, cho nên gọi là thời. Từ giữa trưa về sau thì công việc ngưng lại và bắt đầu thời gian chơi đùa, cười nói thỏa thích. Đi vào thôn xóm xin ăn sẽ bị phỉ báng cười cợt, cho nên gọi là phi thời. 4. Từ sáng sớm đến giữa trưa là lúc xin ăn, được ăn giúp cho thân khỏe mạnh, yên tâm tu đạo, việc làm thuận với pháp, cho nên gọi là thời. Từ giữa trưa về sau nên thuận theo tu đạo, không phải là lúc xin ăn, cho nên gọi là phi thời. Thứ 6, phần thực pháp. Như kinh Đại Di Giáo nói, lúc tỳ kheo sắp ăn nên vì đàn Phiệt thắp hương cầu nguyện 3 lần, tán dương sự bố thí, rồi mới được ăn thức ăn tốt đẹp. Lại từ trên chỗ ngồi khuyên nhắc chỉ bày, các đạo sĩ đều tự nhiên ra ngoài, rửa tay xúc miệng xong, dẫn đến nơi chỗ ngồi của mình mà ngồi. Mỗi người nói một bài kệ, cứ thuận theo thứ tự đứng dậy, không được vượt qua. Lại trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói, nếu có người thiết lễ cúng dường
tay bưng lọ hương mà sướng to rằng đã đến lúc. Đức Phật dạy, hương là sứ giả của chư Phật, cho nên cần phải thắp hương thỉnh cầu tất cả mười phương. Đã biết thắp hương vốn là bắt đầu thỉnh cầu chư Phật, vì tâm phàm phu ngăn cách mắt nhìn không biết, cho nên Đức Phật dạy thắp hương thỉnh cầu tất cả phàm thánh khắp mười phương, cung kính bày tỏ phước sự giúp lên không trung đến mọi nơi. Đang lúc dân hương tiến hành cầu nguyện, tất cả đạo tục dựa theo kinh Hoa Nghiêm cùng nói lên bài kệ rằng: hương giới định hương giải thoát chí thành, kết thành dần mây sáng ngời khắp thế gian, cúng dường vô lượng chư Phật trong mười phương, sông ngát khắp nơi, thấy nghe chứng tịch diệt. Còn trong kinh Tam Thiên Oai Nghi nói, ngồi tiếp nhận hương cũng được, bởi vì người nữ đi thắp hương sợ rằng xúc phạm không nhiễm trước, cho nên phương tiện ngồi mà tiếp nhận. Nếu sợ rằng chê bai ngạo mạn thì khiến từ xa đặt xuống cũng được. Người nam đi thắp hương, người nữ tiếp nhận, vượt lên trước chính là vậy. Thuật rằng nếu có được cơm ăn áo mặc thì không lựa chọn xấu tốt ngon dở, chỉ cần duy trì giúp cho thân mạng khiến có thể tu đạo thì hợp với ý Phật. Như xe lăn bánh cần có dầu mỡ, đâu chọn lựa sự hoàn mỹ tuyệt vời, chỉ khiến cho vận chuyển đến được xứ sở phía trước, chính là điều tốt đẹp. Vì vậy trong kinh Tạp Bảo Tạng, Đức Thế Tôn thuyết kệ rằng: thân mạng này giống như cỗ xe, tốt xấu không có gì chọn lựa, dầu thơm cùng với mỡ hôi hám cũng giống như điều hòa thuận lợi. Lại trong kinh Trí Độ Luận nói, ăn để hành đạo không chỉ lợi ích cho thân, giống như cỏ đuôi ngựa đuôi heo không khác. Nếu lúc mới có được thức ăn, trước tiên dâng cúng tam bảo, sau đó bố thí tứ sanh. Cho nên kệ trong Hoa Nghiêm nói, nếu lúc có được thức ăn nên nguyện cầu cho chúng sanh, suốt đời vì pháp cúng dường, chỉ hướng quay về Phật đạo. Còn trong kinh Ưu Bà Tắc Giới nói, nếu tự mình làm ra y phục, bình bát và đồ dùng, trước hết dâng lên Đức Phật và để cho cha mẹ, thầy dạy, hòa thượng cùng có được sử dụng đầu tiên, sau đó tự mình sẽ sử dụng. Nếu như dâng lên Đức Phật thì dùng hương hoa chuộc lại. Tất cả những thức ăn có được cần phải trước tiên bố thí cho Sa Môn, Phạm Chí, sau đó tự mình hãy ăn. Đang lúc đưa thức ăn vào lại cần phải dấy lên ý niệm. Lúc bắt đầu đưa vào thìa cơm thứ nhất, nguyện đoạn hết tất cả điều ác. Lúc đưa vào thìa cơm thứ hai, nguyện tu hết tất cả điều thiện. Lúc đưa vào thìa cơm thứ ba, nguyện thiện căn đã tu tập, hồi hướng giúp cho chúng sanh khắp nơi cùng nhau thành Phật. Nếu không có thể luôn luôn dấy lên ý niệm, đến lúc sắp ăn dấy lên một ý niệm tổng quát cũng được. Vì vậy trong Ma Đức Lạc Già Luận nói, nếu lúc có được thức ăn thì luôn luôn dấy lên ý niệm, lúc có được áo mặc thì thường thường dấy lên ý niệm, lúc đi vào phòng ốc thì tâm tư dấy lên ý niệm, nếu là người độn căn thì dấy lên một ý niệm tổng quát. Do đó kinh Hoa Nghiêm quyển thứ nói, Bồ Tát có 140 nguyện, tất cả những việc làm đều tụng kệ niệm. Như vậy khi ăn không có phiền não, lợi ích cho chúng sanh, tốt lành cho mọi vật. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói, cao nhất trong bố thí không chỉ hơn pháp thí, cao nhất trong hành nghiệp không chỉ hơn pháp nghiệp, cao nhất trong ân huệ không chỉ hơn pháp ân. Nếu ăn no quá mức thì hơi thở gấp gáp, huyết mạch toàn thân không thông suốt, khiến cho tâm bị lấp kín, ngồi nằm không yên lành. Nếu giới hạn ăn phần ít thì thân thể gầy gò, tâm tư lơ lửng, ý suy nghĩ không kiên quyết. Vì vậy trong kinh Tăng Nhất A Hàm kể rằng, ăn nhiều khiến cho phải khổ sở, ăn ít thì sức lực suy yếu, sinh hoạt thích hợp với ăn uống, như cân không bên nào cao thấp. Trong kinh Tác Già Ni Kiền Tử có kể rằng, người ăn uống quá mức bình thường, thân nặng nề quả thật lười nhác, đời sống hiện tại và vị lai, đối với thân mất nhiều lợi ích, giấc ngủ tự chịu đựng khổ sở,
cũng làm cho người khác phiền muộn, mê man trằn trọc khó tỉnh ngủ, nên ăn uống theo mức thích hợp. Thuật rằng, sở dĩ người xuất gia vào lúc sắp ăn trước tiên rửa tay sạch sẽ nhận từ người khác là bởi vì xuất gia cao thượng tốt đẹp, không giống như phàm phu tục tử, cho nên cần phải tiếp nhận rồi mới ăn. Vì vậy trong Tát Bà Đa Luận nói, tỳ kheo tiếp nhận thức ăn gồm có năm ý. Một là bởi vì đoạn trừ nhân duyên trộm cắp, tự lấy mà ăn cũng giống như tướng trộm cắp. Hai là bởi vì làm người chứng minh, nếu có mất mát không liên quan đến tỳ kheo. Ba là bởi vì chấm dứt sự phỉ báng, xuất gia tự lấy không phải là cao thượng tốt đẹp. Bốn là bởi vì thành tựu hành thiểu dục tri túc, nếu như lúc ấy không tiếp nhận thì không giống như thường ngày tiết kiệm. Năm là bởi vì làm cho người khác sinh tâm tính kính, thấy tiếp nhận mà ăn nên ngoại đạo có lòng tin. Như xưa kia có một tỳ kheo cùng với ngoại đạo đi lại cư trú dưới một tán cây, trên cây có quả, giờ ăn sắp đến, ngoại đạo nói với tỳ kheo rằng leo lên cây trái quả. Tỳ kheo nói, trong giới pháp của tôi là người đi qua tán cây không nên leo lên trên cây. Lại nói với tỳ kheo rằng, sao không trung cây để lấy quả? Tỳ kheo nói, trong giới pháp của tôi không được tự mình trung cây làm trụng quả. Ngoại đạo nghe rồi tự mình leo lên cây hái quả, ném xuống đất cho tỳ kheo, nói với tỳ kheo rằng, lấy quả mà ăn đi. Tỳ kheo nói, trong giới pháp của tôi không được không trao cho mà ăn. Ngoại đạo trục xuống cây lấy quả trao cho tỳ kheo. Ngoại đạo đã thấy đối với một quả trên cây như vậy mà còn có pháp sử dụng, huống là pháp xuất thế. Ngoại đạo liền sanh tâm tính kính, biết rõ Phật pháp thanh tịnh chứ không giống như ngoại đạo. Thế là lập tức đi theo tỳ kheo, ở trong Phật pháp xuất gia tu đạo, sau đó đạt được lậu tần thông. Lại trong kinh Xá Lợi Phất vẫn nói, Đức Phật dạy, ngoại đạo phạm chí hãy còn biết tiếp nhận rồi mới được ăn, huống hồ đệ tử của ta mà không thể tiếp nhận rồi mới ăn hay sao? Nhưng tất cả các vật không được không tiếp nhận, chỉ trừ ra vật rất quý báu và bố thí người nữ. Nếu như làm đúng pháp thì hãy còn thuận theo trao cho áo mặc trên thân thể. Nếu như tiếp nhận cất giữ đồ dùng vàng bạc thì phải thực hành bố thí. Lại trong Thập Tụng Luật nói, trong nước Xá Vệ có tỳ kheo Maha Kala tiếp nhận tất cả cơm áo thiêu thối rách nát. Cơm áo nơi có người chết đều lấy mang đến trong dòng nước rửa sạch sẽ rồi không tiếp nhận thì ăn. Thường sống ở nơi mồ mả người chết, lúc có dịch bệnh không đi vào thành, người lúc ấy đều gọi là ăn thịt người chết. Tiếng xấu truyền đi khắp nơi. Các tỳ kheo mới thưa với Đức Phật. Đức Phật lập tức tập trung tỳ kheo tăng chế định rằng, từ nay các tỳ kheo không tiếp nhận thức ăn mà đưa vào trong miệng thì phạm vào lỗi lầm. Lại trong kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni nói, lại vào lúc tiếp nhận thức ăn thì không được nhìn sắc diện của phụ nữ, nhưng tự mình nghĩ rằng mũi tên độc trong tâm mình nên làm sao nhổ được. Vì vậy nhìn sắc diện của phụ nữ làm gì? Mình từ vô thủy đời kiếp đến nay bởi vì sắc diện của phụ nữ mà rơi vào ba đường khổ, không có hạn kỳ thoát ra được. Quan sát các trần cảnh cũng nên như vậy. Các đệ tử của ta không nên dướng mắt vào đây. Các loại giặc như vậy làm mất đi công đức thiện căn của người. Thuật rằng, tất cả chúng tăng cùng ăn cần phải bình đẳng, không hỏi gì đến phàm thánh, trên dưới đều như nhau. Vì thế trong Tăng Kỳ Luật nói, nếu đàn phiệt làm nhiều thức ăn cho hàng thượng tọa, nên hỏi, tất cả chúng tăng đều có được như vậy hay không? Đáp rằng, chỉ có thượng tọa mới được như vậy thôi. Cần phải nói là phần cho tất cả bình đẳng. Nếu nói tất cả đều được thì đồng ý tiếp nhận. Pháp của tăng thì hàng thượng tọa không được khể ngồi xuống thì ăn, mà cần phải đi khắp nơi nói to là cúng dường bình đẳng, rồi sau đó mới có thể ăn. Pháp của hàng thượng tọa nên ăn từ từ, không được ăn nhanh xong rồi đi ra trước, mà cần phải đợi đem nước đến tùy thuận chú nguyện, rồi sau đó mới đi ra. Lại trong kinh Xứ Xứ nói, Đức Phật dạy,
sau giờ ngọ không ăn có được 5 phước, đó là ít dâm dục, ít nằm ngủ, được nhất tâm, không có điều bất lợi, thân được an lành cũng không gây ra bệnh quạn. Vì vậy Sa môn biết phước thiện nên không ăn. Thuật rằng nếu đối với ăn uống luôn luôn tham đắm thì tăng thêm phiền não, lập tức cần phải quán xét, chán ngán, dấy lên ý tưởng bất tịnh. Cho nên Trí Độ Luận nói đến ý tưởng chán ngán ăn uống, nên quán xét thức ăn này từ bất tịnh sanh ra, như thịt từ tinh huyết nơi đường tiểu tiện sanh ra. Đấy là nơi ở của dòi bọ máu mủ, như bơ sữa từ máu biến đổi mà thành, cùng với bột mủ chính sữa không khác. Người nấu bếp tay chân đầy các loại bất tịnh ô uế, nếu đưa vào miệng thì có tinh túy nát nhừ chảy dài theo hai đường, chảy xuống cùng với nước bọt, hòa lại với nhau, sau đó mới thành mùi vị. Trạng thái đó giống như nôn ra từ bụng theo miệng đi vào. Đất duy trì, nước chảy ra, gió lay động, lửa chân đấu, như nồi cháo chín, căng bẩn chìm xuống dưới, nước trong nằm ở trên. Ví như ủ rượu, cặn bẩn là phân, phần lắng trong là nước tiểu. Lại có ba lỗ, gió thổi vào thì chất lỏng dày nhụa tản vào trong huyết mạch, cùng với máu có từ trước hòa hợp ngưng tụ lại biến thành thịt. Từ thịt mới bắt đầu sinh ra mỡ, tủy xương từ trong này sinh ra. Thân căn từ thịt mới cũ hợp lại sinh ra năm căn. Từ năm căn này sinh ra năm thức. Năm thức lần lượt sinh ra ý thức, phân biệt dẫn đến tướng tính toán tùy theo xấu đẹp. Sau đó sinh ra tâm ngã, ngã sở, cùng các phiền não và các tội lỗi nghiệp nhân. Giả lại tư suy rằng thức ăn này làm ra bằng công thức rất sâu nặng, tính ra trong một bát cơm mồ hôi người làm đổ ra, tập hợp lại mà lường tính, thì thức ăn ít mà mồ hôi nhiều. Thức ăn này vất vả cực nhọc như vậy, đưa vào trong miệng thì trở thành vật bất tịnh, trong một đêm biến thành cặn bã rắc rưởi. Trước đây là mùi vị thơm ngon, giờ tệ hại không muốn nhìn. Hành giả tự mình suy nghĩ, ăn uống tệ hại như vậy, nếu như mình tham đắm sẽ rơi vào ba đường khổ, đau khổ vô cùng. Quán xét ăn uống như vậy sẽ chán ngán năm chục. Ví như có một bà la môn tu pháp thanh tịnh, vì có duyên sự cho nên đi đến xứ bất tịnh, tự nghĩ rằng mình phải làm thế nào để có thể tránh khỏi điều bất tịnh. Chỉ nên ăn thực phẩm khô thì có thể thanh tịnh được. Thấy một bà cụ bán bánh bạch tủy, bèn nói lời rằng: tôi có nhân duyên ở lại nơi này 100 ngày, thường ngày làm bánh đưa đến giá cả bao nhiêu sẽ trả cho bà. Bà cụ ngày ngày làm bánh đưa đến. Bà la môn tham đắm ăn no rất hoan hỷ. Bà cụ làm bánh bán ban đầu rất sạch sẽ, về sau chuyển sang không có màu sắc, không có mùi vị. Liền hỏi bà cụ: vì cớ gì như vậy? Bà cụ nói: bởi vì vết lở loét của nhọt đã lành. Bà la môn mới hỏi: đây gọi là cái gì vậy? Bà cụ nói: phu nhân đại gia của tôi có nhọt phát ra, nên ở nơi kín đáo dùng bột và sữa nhào với nhau, nhọt chín tới nên mủ chảy ra, quà lại với sữa làm thành bánh. Ngày ngày như vậy, lấy bánh này đưa đến cho ông, vì vậy bánh có mùi vị thơm ngon. Nay phu nhân đã lành nhọt, tôi phải làm sao mới được như trước? Bà la môn nghe nói, nắm chặt hai tay, đánh đầu đấm ngực làm cho nôn mửa ra hết, than vãn rằng: tôi đang làm gì mà phá bỏ pháp thanh tịnh này? Tôi quỷ quại tất cả rồi. Thế là dứt bỏ duyên sự, lập tức quay về nước mình. Hành giả cũng như vậy, đắm say trong sự ăn uống này, quan khỉ thích ăn, không quán xét bất tịnh, về sau nhận chịu khổ báo, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Thứ bảy, phần thực hất. Như trong Ba Ly Luận nói, tăng ni xuất gia và hàng cư sĩ tại gia thọ trai xong, không dùng xà phòng và mạc cử ma để rửa tay xúc miệng, đều không thành tựu trai giới. Như quá khứ có tỳ kheo tên gọi Liên Đề, thì trai giới không thiếu sót, chỉ một ngày ăn xong dùng cự ma bột đậu
thì đều thành tựu trai giới, nếu không như vậy thì không thành trai giới. Kinh này không có đề mục, trích từ điểm quan trọng của luật nghi nói cự ma ấy, tức là phân trâu vậy. Nếu như dựa vào kinh này, lẽ nào dùng phân trâu làm sạch miệng hay sao? Dựa theo Gia Xá Pháp Sư Truyền Ký nói, người thế gian và các ngoại đạo ở phương Tây tôn thờ kính trọng Phạm Thiên và các loài trâu bò, bởi vì hai điều này có năng lực sinh ra vạn vật để nuôi dưỡng nhân dân thế gian, cho nên lấy phân trâu để làm sạch đạo tràng. Đức Phật thuận theo pháp thế gian cũng lấy làm sạch, nhưng không dùng làm sạch miệng đâu. Nếu dựa theo tứ phần luật thì chỉ giữ gìn bốn loại quay nghi là đi, đứng, ngồi, nằm và ăn năm loại thức ăn chính đáng. Bốn tướng không sai trái thì thành tựu cách thức thọ trai, không bàn đến xà phòng làm sạch miệng mới thành tựu trai giới. Thời tiết nếu quá giờ giấc, quay nghi nếu có sai sót, cho dù có dùng hương liệu thượng hạng để chữa cháy thì cũng không thành tựu trai giới. Còn Thiện Kiến Luận thì nói rằng, thọ trai rồi nhổ thức ăn chưa ra khỏi cổ họng mà nuốt vào lại cổ họng thì không phạm, nếu ra rồi nuốt vào lại cổ họng thì phạm tội. Còn Tăng Kỳ Luật thì nói, ăn xong rồi nếu cảm thấy khát, Đức Phật khiến lấy tất cả các loại đậu mè thóc lúa nấu không nát nhừ thì phi thời lấy nước đó uống được. Nếu như bơ dầu mật và thạch mật cùng các loại nước quả chưa chín, cần thiết lấy nước sạch uống được không phạm. Nếu nước còn thừa lại dưới đáy đồ dùng bị mưa rửa sạch cũng gọi là nước sạch. Trong Thiện Kiến Luận nói, nước quả xá lâu già lắng trong chất lỏng làm cho trong suốt thì phi thời uống được. Trong Ma Đắc Lạc Già Luận nói, nước đường hòa tan cũng được uống phi thời. Trong Tăng Kỳ Luật nói, con người có 404 bệnh, Phong Đại có 101 bệnh dùng dầu mỡ để chữa trị, Quả Đại có 101 bệnh nóng sốt dùng bơ để chữa trị, Thủy Đại có 101 bệnh dùng mật để chữa trị, Bệnh Lẫn Tạp có 101 bệnh tùy theo dùng 3 loại thuốc nói trên để chữa trị. Trong Thập Tụng Luật nói, thạch mật phi thời không được, nhất định phải ăn. Có 5 loại người được ăn phi thời. Đó là người đi xa, người bệnh, người không có thức ăn, người ăn ít. Nếu làm thành nước thì hòa với nước uống được. Trong Ngũ Phần Luật nói, tùy theo hai thời đói khát thì uống được. Trong Ngũ Phần Luật nói, tùy theo hai thời đói khát thì uống được. Do đó biết rằng không bệnh quản gì mà phi thời cho dù là thạch mật, bơ dầu cũng không được ăn. Trong Tăng Kỳ Luật nói, hạt hồ tiêu, tức bát, củ gừng, quả ha lê lạc, đây là những vị thuốc quy định thời gian để ăn và có thể tùy ý uống phi thời. Còn trong Tứ Phần Luật thì nói, tất cả các loại đắng, cay, mặn, ngọt không thể tùy ý làm thức ăn, tùy theo làm thuốc uống phi thời suốt đời. Trong Thiện Kiến Luật nói, tất cả cây cối và hoa quả, gốc rễ, cành lá không thể tùy ý làm thức ăn, cũng được làm thức uống suốt đời. Thuật rằng, ví như thấy mọi người ăn vào giờ ăn không hợp với thời gian quy định, điều ấy là như thế nào? Nghĩa là dùng biên giới có những đạo tục, nghe luật có phương tiện cho phép hoa quả và các loại nước ép đậm đặc, thì ăn mứt táo khô hoặc là lê xanh, bồ đào, thạch lựu, không giả lấy nước uống mà ăn cả trái. Tuy là có giả lấy nước mà không cạn lọc làm cho trong, lấy nước đậm đặc lẫn lộn và xác giả nhỏ mà ăn. Hoặc là có người nghe cho phép ăn nước quả xá lâu già vì mắc bệnh sốt cao, liền lấy ngó sen sống và gốc mà ăn sống. Hoặc có người lấy nước cơm lắng trong mà uống. Hoặc là thân không đối khác mà phi thời ăn các loại bơ dầu mật và thạch mật. Hoặc dùng hạnh nhân nấu làm cháo đặc. Như vậy người lạm dụng không phải là ít, không thể kể hết được. Nếu dựa theo thập tụng thì không phải 5 loại người như người đi xa. Đã nói ở trước nhất định là không được ăn, ăn thì phá trai. Thấy số người phạm rất nhiều, cho nên đặc biệt đưa ra giải thích như vậy. Thứ 8, phần chú nguyện. Như Kinh Phật Bổn Hạnh nói,
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vào sáng sớm mỗi ngày khoác y ôm bát, các tỳ kheo tăng dây tròn xung quanh. Đức Phật là người đứng đầu mọi người, đi đến trong cung du đầu đàng phương. Đến rồi an tọa ở nơi chỗ ngồi dành cho Đức Phật. Các tỳ kheo tăng đều theo thứ tự như pháp mà ngồi. Bấy giờ du đầu đàng phương theo Đức Phật làm đầu tiên, các tỳ kheo tăng lần lượt ngồi xong. Nhà vua tự tay mình bưng các loại đồ ăn thức uống phi chịu đi khắp tất cả các số tăng trong đó. Vào lúc ăn xong, Đức Thế Tôn giáo hóa du đầu đàng phương, khiến cho nhà vua hiểu rõ, sanh tâm quan hỷ rồi từ chỗ ngồi đứng lên quay trở về trú xứ của mình. Còn trong thập tùng luật nói, có tỳ kheo nhận lời người khác mới dùng cơm, lặng lẽ đi vào, lặng lẽ rời xa. Các cư sĩ trách mắng rằng, chúng tôi không biết thức ăn ngon hay không ngon. Các tỳ kheo thưa với Đức Phật. Đức Phật dạy, từ nay vào lúc ăn nên khen ngợi chú nguyện cho thí chủ. Thưa rằng không biết người nào làm. Đức Phật dạy, thượng tọa làm. Nếu thượng tọa không có năng lực thì người tiếp theo, hễ ai có năng lực nên làm. Vì vậy trong tăng kỳ luật nói, thượng tọa cần phải biết người trước làm điều bố thí như thế nào, nên hợp thời chú nguyện cho họ. Nếu như làm phước giúp cho người quá cố thì nên chú nguyện như vậy. Tất cả các chủng loại chúng sanh có thân mạng đều cứ phải chết, tùy theo hành nghiệp thiện ác đó tự nhận chịu quả báo của mình. Làm điều ác rơi vào địa ngục, người làm thiện sanh đến cõi trời. Thiện có thể tu tâm hành đạo, phiền não hết đạt đến niết bàn. Nếu như sanh con thiết lễ cầu phước thì nên chú nguyện như vậy. Trẻ thơ thành tâm quy y Phật, quy y Như Lai Tỳ Bà Thi, Như Lai Thi Khí Tỳ Bà Diệp, Như Lai Câu Lâu Câu Na Hàm, Như Lai Ca Diếp và Thích Ca, các bậc đại thánh tôn bảy đời. Dĩ như cha mẹ của con người, thương yêu nghĩ đến con cái mình. Tất cả niềm vui của thế gian thảy đều mong muốn khiến đạt được, khiến cho con cái được phước thiện, lại tốt bội phần hơn phước kia. Mọi nhà trong họ hàng quyến thuộc được vui sướng cũng không cùng tận. Nếu như vào nhà mới thiết lễ cúng dường thì nên chú nguyện như vậy. Nhà cửa làm nơi tọa bóng mát, những mong muốn tùy ý đạt được. Chúng hiền thánh phù hộ tốt lành, trong trú xứ có được để dùng. Thế gian có người thật thông tuệ mới biết ở tại trú xứ này, thỉnh cầu người trì giới phạm hạnh, tu phước cúng dường thức ăn uống, nhờ miệng chúng tăng cùng chú nguyện, thần trong môn hộ thường quan hỷ, thiện tâm phát sinh luôn canh giữ, đêm dài hướng về trong trú sở. Nếu như đi vào trong thôn xóm và những nơi đồng trọng mênh mông, hoặc là ban ngày hoặc ban đêm, thiên thần thường đi theo bảo vệ. Nếu như đoán là khách bạn sắp lên đường thiết lễ cầu phước thì nên chú nguyện như vậy. Đi khắp các phương đều an ổn, chư thiên ứng hiện điềm tốt đẹp. Nghe rồi tâm tư thật hoan hỷ, những ước mong thảy đều đạt được. Người đi đôi chân luôn yên ổn, loài vật bốn chân cũng bình yên. Lúc đi xa luôn được yên ổn, lúc đến nơi cũng được bình yên. Đêm bình an, ngày cũng bình an, chư thiên thường bảo vệ giúp đỡ. Bạn bè đều là người hiền thiện, tất cả cầu mong được bình an, khỏe mạnh, tài đức, khéo tốt lành, tay chân đều không còn bệnh tật. Trong ngoài và khắp nơi thân thể không có nơi nào sanh bệnh khổ. Nếu như có điều gì mong muốn, đi xa ý nguyện được thỏa lòng. Nếu như vì cưới vợ mà cúng dường thì nên chú nguyện như vậy. Người nữ tinh thành tinh trì giới, người chồng nguyện cầu cúng như vậy. Bởi vì vốn có tâm tín kính, luôn luôn thực hành tu bố thí, cả hai vợ chồng cùng trì giới, tu tập thực hành theo chánh kiến, vui vẻ cùng nhau làm phước thiện, chư thiên luôn đi theo bảo vệ. Quả báo của những thiện nghiệp này như đi đường không mang lương thực. Nếu như vậy người xuất gia mà bố thí thì nên chú nguyện như vậy.
ôm bát xin ăn khắp mọi nhà, gặp điều buồn hay gặp điều vui, mong giữ gìn tâm ý thích hợp. Bố thí xuất gia thật là khó. Vì vậy trong ngũ phần luật nói, thượng tọa trong khi thọ trai tùy theo sự việc trước mắt mình mà chú nguyện cho đàn phiệt, thì thức ăn cúng dường được cảm báo đầy đủ. Còn trong kinh Tăng Nhất A Hàm nói, Đức Thế Tôn vì người nữ cúng dường khu giường mà chú nguyện rằng: cúng dường phường quả ngọt trong lành, làm chiếc cầu nhân dân vượt qua, gần đường đi làm nhà vệ sinh, nhân dân được dừng nghỉ hợp thời, ngày đêm luôn luôn được an lành, phước thiện ấy không thể tính được, giữ gìn chế pháp được thành tựu, lìa trần nhất định sanh cõi trời. Thứ 9, phần thí phước. Như kinh Bách Duyên nói, thời Đức Phật tại thế, trong thành Phương Xá có một vị trưởng giả, tiền bạc châu báu vô lượng không thể tính đếm được. Người vợ trưởng giả sanh một bé gái, trong chốc lát có thể nói năng. Trong nhà tự nhiên đồ ăn thức uống đủ mùi vị, thấy đều có đủ. Lúc ấy cha mẹ thấy sự việc như vậy, nói là quỷ tỳ xá xà, chứ không phải là người, sợ hãi không dám đến gần. Lúc ấy bé gái kia thấy cha mẹ sợ hãi, bèn chắp tay hướng về người mẹ mà nói kể rằng: mong mẹ lắng nghe lời con nói, nay con đang nói đúng như thật, thật không phải quỷ tỳ xá xà và không phải các loài quỷ khác. Con nay thực sự là loài người, hành tướng nghiệp duyên đi theo nhau, bởi vì nhân duyên của thiện nghiệp nay đạt được báo ứng như vậy. Lúc bấy giờ cha mẹ nghe bé gái nói kệ, vui mừng không sao kể xiết, lao về phía trước ôm lấy con, cho bú thật hạnh phúc, nhân đó đặt tên cho con, gọi là Thiện Ái. Lúc bé gái kia thấy mẹ quan hỷ, bèn chắp tay thưa với mẹ rằng: thỉnh Đức Phật và tỳ kheo tăng giúp con. Cha mẹ lập tức thỉnh cầu cho con đồ ăn thức uống diệu kỳ, tất thảy đều đầy đủ, liền ở trước Đức Phật khao khát và mong được nghe pháp. Đức Phật liền thuyết pháp cho nghe và đạt đến quả Tu Đà Hoàn, sau đó cầu xin xuất gia. Đức Phật bảo rằng: hãy cố gắng nhé tỳ kheo ni. Tức thì mái tóc tự nhiên trụng hết, pháp phục mang trên thân trở thành tỳ kheo ni, tinh cần tu tập đạt được quả vị A La Hán, chư thiên và người thế gian trông thấy đều tôn kính ngưỡng mộ. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn dẫn 1250 tỳ kheo đi đến nước khác. Đến giữa cánh đồng bát ngát, giờ ăn đã đến, ngài bảo giới ni Thiện Ái rằng: bây giờ con có thể thiết bày đồ ăn thức uống cúng dường Phật và chúng tăng. Thiện Ái liền lấy bình bát của Phật tung lên giữa hư không, trăm vị đồ ăn thức uống tự nhiên đầy đủ. Như vậy lần lượt lấy bình bát của 1250 tỳ kheo, cơm và thức ăn cũng đầy đủ, làm cho mọi người rất hoan hỷ. A Nan trông thấy rồi ca ngợi là chưa từng có, thỉnh cầu Đức Phật thuyết về nhân duyên xưa kia. Đức Phật bảo giới A Nan rằng: trong hiện kiếp này có Đức Phật xuất thế danh hiệu là Ca Diếp, khoác y ôm bát dẫn các tỳ kheo đi vào thành khất thực, sau đó đến nhà của đại trưởng giả. Trong nhà trưởng giả chuẩn bị các thứ đồ ăn thức uống, sắp mời khách bạn. Khách bạn chưa đến thì lát sau có một cô giúp việc thấy Phật và Tăng đang đứng khất thực ở ngoài cổng, không thưa với trưởng giả mà lấy tất cả đồ ăn thức uống mang bố thí cho Phật và chúng tăng. Sau đó khách bạn đến ngồi đầy đủ, trưởng giả bảo người giúp việc ấy rằng: sắp xếp bưng dọn thức ăn đến. Cô giúp việc đáp rằng: thưa ông, hôm nay có Phật và Tăng đang đứng khất thực ở ngoài cổng nhà mình, con mang thức ăn này dùng để bố thí hết cả rồi. Trưởng giả nghe rồi rất là hoan hỷ, liền nói với người giúp việc rằng: chúng ta hôm nay gặp được phước điền như vậy, cô có thể mang thức ăn cơm nước này để bố thí, vui sướng không thể nói được. Nay ta cho cô được mong cầu tùy theo ý muốn. Cô giúp việc đáp rằng: thưa ông, nếu như được cho phép mong cầu thì chỉ mong một lần nghe về đạo pháp. Trưởng giả lập tức đồng ý. Người giúp việc làm một tỳ kheo ni trong một vạn năm tinh chuyên chăm chỉ không thay đổi,
đến lúc mạng chung không rơi vào đường ác, sanh lên cõi trời hay giữa loài người, có cảm báo, đồ ăn thức uống, chăm chỉ, thuận theo ý niệm liền hiện ra. Nay được gặp ta, cầu xin xuất gia đắc đạo. Các tỳ kheo nghe xong vô cùng hoan hỷ, dâng mạng thực hành. Lại trong kinh Bách Duyên nói, Đức Phật an trú trong tinh xá Kỳ Hoàng, thuộc vườn cây Kỳ Đà, cấp Cô Độc, ở nước Xá Vệ. Lúc ấy an cư mùa hạ đã xong, Ngài dẫn các tỳ kheo sắp đi qua nước khác. Bấy giờ, vua Tần Bà Sa La dẫn các quần thần đi ra ngoài thành, nhìn từ xa, cầu mong Như Lai đến, tiếp nhận sự cúng dường của mình. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn, từ xa biết ý nhà vua, phát sanh niềm khao khát ngưỡng mộ sâu sắc. Ngài và tỳ kheo tăng từng bước sắp đi qua. Đến nước Ma Kiệt Đề gặp những bầy chim, trong đó có con chim anh vũ chúa, từ xa trông thấy Đức Phật đi đến, nên bay chúc lên giữa hư không, đón đường cung kính nghênh tiếp. Chí nguyện Đức Thế Tôn và tỳ kheo tăng xót thương mà nhận lời thỉnh cầu, đến trong khu rừng của con ở lại một đêm. Đức Phật liền đồng ý như vậy. Lúc ấy chim anh vũ chúa biết Đức Phật đồng ý rồi, liền quay trở về khu rừng của mình, truyền cho các chim anh vũ khác, tất cả đều đến nghênh đón tôn kính. Bây giờ Đức Thế Tôn dẫn các tỳ kheo đến khu rừng của chim anh vũ, tất cả trải tọa cụ ở dưới tán cây, ngồi thiền định tư duy. Lúc ấy chim anh vũ chúa thấy Phật và tỳ kheo ngồi yên lặng không một tiếng động, trong lòng rất vui sướng, suốt đêm bay vòng quanh Đức Phật và tỳ kheo tăng, quay nhìn bốn phía không có các loài sư tử, hổ lang, cầm thú và bọn giặc cướp xúc chạm làm phiền Đức Thế Tôn và các tỳ kheo tăng. Đến sáng sớm trời trong, Đức Thế Tôn tiếp tục lên đường. Chim anh vũ quan hỷ dẫn đường ở phía trước, hướng về thành Phương Xá, thưa với vua Tần Bà Sa La rằng: Đức Thế Tôn nay đang dẫn các tỳ kheo đi đến rất gần, chỉ mong đại vương sắp xếp thiết bày các thứ đồ ăn thức uống mà đón đường nghênh tiếp cung kính. Lúc ấy nhà vua nghe nói xong, truyền cho mọi người thiết bày đồ ăn thức uống. Quân lính cầm cờ phướng, hương hoa tấu lên tiếng nhạc. Nhà vua dẫn các quần thần đón đường nghênh tiếp cung kính. Lúc ấy chim anh vũ chúa vào giữa đêm đó liền mạn chung sanh lên cõi trời Đao Lợi, bỗng nhiên lớn lên như đứa trẻ. Nhân đó dấy lên nghĩ rằng: mình làm phước thiện gì mà sanh đến cõi trời này? Vẫn tự mình quan sát, biết là do từ chim anh vũ thỉnh cầu Đức Phật dừng lại nghỉ chân một đêm, cho nên được đến đầu thai nơi này. Nay mình nên trở về báo đáp ân đức của Thế Tôn. Thế là đầu đội mũ cõi trời, mang các chuỗi anh lạc, trang nghiêm thân tướng, tay ôm hương hoa mà cúng dường Đức Phật, xong rồi lùi lại ngồi về một bên. Đức Phật liền thuyết cho nghe về Pháp Tứ Đế, tâm ý hiểu thông suốt, đạt đến quả Tu Đà Hoàn, đi quanh Đức Phật ba vòng rồi quay trở về cõi trời. Lúc ấy các tỳ kheo thưa với Đức Phật rằng: nay vị trời này vốn có tạo nghiệp gì mà sanh trong loài chim anh vũ, lại tu phước gì mà được sanh lên cõi trời, đến cúng dường Đức Phật, nghe Pháp đạt được quả gì như vậy? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo với các tỳ kheo: trong hiện kiếp này ở nước Ba La Nại có Đức Phật xuất thế, danh hiệu là Ca Diếp. Ở trong giáo pháp của Ngài có một trưởng giả thọ trì năm giới, bởi vì trong một lúc hủy phạm một giới cho nên sanh trong loài chim anh vũ, bốn giới còn lại hoàn toàn nghiêm túc, do đó nay được gặp ta xuất gia đắc đạo. Đức Phật bảo với các tỳ kheo: cần phải biết rằng Ưu Bà Tắc lúc ấy nay chính là chim anh vũ. Các tỳ kheo nghe lời Đức Phật đã thuyết đều hoan hỷ dâng mạng thực hành. Còn trong kinh Phú Pháp Tạng nói: 91 kiếp quá khứ xa xưa, sau khi Đức Phật Tỳ Bà Thi nhập Niết Bàn, có một tỳ kheo mắc bệnh đau đầu. Bạch Cô La lúc bấy giờ là một người nghèo, thấy tỳ kheo bị bệnh liền mang đến một trái ha lê lạc cúng dường dị thuốc, cho nên trong 91 kiếp sanh trên cõi trời và giữa cõi người nhận được phước báo vui sướng, không hề có bệnh tật. Kiếp cuối cùng sanh vào một gia đình Bà La Môn,
mẹ đã mất sớm, cha lại cưới vợ khác. Bà Câu La tuổi nhỏ, thấy mẹ kế làm bánh nên đi theo mẹ tìm bánh. Người mẹ kế ganh ghét liền tóm bà Câu La ném vào trong chảo tráng bánh. Chảo tráng tuy đun nóng nhưng không thể nào đốt cháy làm hại được. Người cha từ bên ngoài đi vào, thấy bà Câu La ở trong chảo nóng, vội vàng ấm con tra. Người mẹ kế sau đó nấu thịt trong nồi. Lúc ấy Bạch Câu La đi theo mẹ đòi thịt, mẹ kế càng giận dữ liền tóm lấy ném vào trong nồi nước sôi. Nước sôi cũng không đun dừ được. Người cha tìm con không thấy, bèn cất tiếng gọi con. Bà Câu La nghe tiếng cha gọi từ trong đồi mà đáp lại. Cha vội vàng bế ra, vẫn bình phục như cũ. Mẹ kế bắt bà Câu La đi về phía dòng sông. Mẹ kế điên tiết mà cất tiếng nói rằng: vật này là điềm quỷ yêu quái gì, cho dù lửa cháy nước sôi cũng không có thể làm cho chết được. Liền tóm lấy ném vào dòng sông. Gặp một con cá lớn, liền lập tức nuốt vào bụng làm thức ăn. Nhờ vào phước duyên cho nên vẫn yên lành không chết. Có người giỏi đánh bắt cá, bắt được con cá này mang đến chợ bán. Đòi giá đã nhiều nên không có người nào mua. Đến chiều tối sắp ương thối, cha của bà Câu La trông thấy liền thuận ý mua về. Mang trở về đến nhà, lấy dao mổ bụng cá. Đứa trẻ trong bụng cá cao giọng nói to rằng: mong cha làm chậm chậm, đừng làm cho con bị tổn thương. Người cha phanh bụng cá, ôm con mà đưa ra ngoài. Tuổi dần khôn lớn, cầu Phật xuất gia, đạt được quả vị La Hán. Từ lúc sinh ra cho đến già nua mà vẫn chưa có bệnh tật gì, thậm chí không có khi nào đau đầu hay nóng sốt. Nhờ cúng dường vị thuốc cho nên được cảm báo trường thọ này. Năm chỗ không chết được, chảo nóng không thể cháy, nồi luộc không nát nhừ, nước chìm không thể chết, cá nuốt không thể tiêu, dao cắt không thể hại. Bởi vì nhân duyên này, người trí cần phải làm sự việc như vậy. Còn trong Thập Tụng Luật nói, lúc đó trong thành Phương Xá có cư sĩ tên là Thi Lợi Cựu Đa, rất giàu có nhiều tiền của, là đệ tử ngoại đạo của Bà La Môn. Người này luôn luôn nghi ngờ Sa Môn Cù Đàm có tất cả trí tuệ hay không. Thế là đi đến chỗ Phật thưa bày rằng: Sa Môn Cù Đàm, ngày mai mời đến nhà tôi dùng cơm. Đức Phật biết người đó thích hợp để quá độ cho nên lặng lẽ nhận lời thỉnh cầu. Lúc cư sĩ trở về đến nhà, ở giữa cổng ngoài làm hầm lửa lớn, khiến cho lửa không bốc khói lộ ra hầm lửa. Lấy cát phủ phía trên, sau đó đi vào nhà trải bày chỗ ngồi đơn sơ, lại dùng độc trộn vào thức ăn, tâm nghĩ miệng nói: Cụ Đàm, nếu như người có tất cả trí tuệ thì phải biết điều này. Nếu không phải là người có tất cả trí tuệ thì sẽ rơi xuống hầm lửa này và trúng độc mà chết. Sai người đến thưa với Đức Phật rằng: đồ ăn thức uống đã bày biện xong. Đức Phật bảo với A Nan: bảo cho các tỳ kheo đều không được đi phía trước, hãy để Đức Phật đi trước. Lúc ấy Đức Phật khoác y ôm bát đi phía trước, tỳ kheo theo sau đi vào nhà Thi Lợi Cựu Đa. Đức Phật biến hầm lửa thành hồ hoa sen, nước sạch tràn đầy trong hồ đã ngọt ngào mà lại mát lạnh. Các loại hoa sen che kín trên mặt nước. Lúc ấy Đức Phật và chúng tăng đều đi trên hoa sen bước vào nhà. Ngồi vào chỗ ngồi đơn sơ biến quá làm cho trở thành trực trở. Bảo với Thi Lợi Cựu Đa rằng: nên loại trừ nghi ngờ trong tâm, ta thực sự là người có đủ mọi trí tuệ. Cư sĩ này trông thấy hai thần lực biến quá, tính tâm liền phát sinh, tôn trọng hướng về Đức Phật, vòng tay thưa với Đức Phật rằng: thức ăn này có thuốc độc, Đức Phật không thể ăn được. Đức Phật dạy: nhưng bố thí thức ăn này cho tăng không mắc phải bệnh tật gì đâu. Đức Phật bảo với A Nan: tuyên lệnh trong tăng chưa xướng lên cùng dân cúng thì không một ai ăn được. Lúc này Đức Phật chú nguyện: dâm dục, sân giận, ngu si là chất độc giữa thế gian này. Đức Phật có pháp chân thật này, cho nên mọi chất độc đều được loại trừ thức ăn. Đều được loại trừ thức ăn lập tức thanh tịnh. Lúc này cư sĩ lấy nước rửa tay, tự mình suy nghĩ xem xét. Chúng tăng dùng cơm no đủ rồi rửa tay bưng bát. Cư sĩ lấy ghế nhỏ cùng ngồi ở trước Đức Phật nghe pháp. Ngay nơi chỗ ngồi đạt được pháp nhãn tịnh.
Đức Phật trở về rồi đem sự việc này tập hợp tăng chúng dạy rằng: từ nay về sau không được đi ở trước Phật và đi trước hòa thượng, sư tăng, thượng tọa, chưa xướng lên cùng dân cúng thì không được ăn. Lại trong Ma Đắc Già Luận nói: lúc trước tăng đi ăn cơm thì thượng tọa nên nói tất cả bình đẳng không phân biệt, khiến xướng lên tăng bạc rồi sau đó cùng ăn. Tụng rằng: pháp hội thiết cúng tốt đẹp thay, trai nhật cảm linh ứng thần kỳ, thỉnh cầu tất cả không phân biệt, khách chủ bày tỏ điểm tốt lành, phàm thánh cùng nhau đến tinh mơ, khắp nơi yên bình hết tai nạn, nhờ vào lực yêu thượng cao cả, lực nhào ác nghiệp đến phước địa. Nhân duyên cảm ứng. Sơ lược dẫn ra 6 truyện. 1. Tư Không Hà Sung thời Tấn. 2. Ni Trúc Đạo Dung thời Tấn. 3. Khuyết Công Tắc thời Tấn. 4. Nam Dương Đằng Phổ thời Tấn. 5. Sa Môn Cừu Na Bạc Ma thời Tấn. 6. Sa Môn Thích Đạo Lâm thời Lương. Câu chuyện thứ nhất. Vào thời nhà Tấn, họ Tư Không ở Lư Giang có người tên là Hà Sung, tự thứ đạo, trẻ mà tinh pháp, tâm nghiệp rất tinh thành, thường ở nơi trai đường đặt một ghế ngồi để trống, màn che chiếu trải trang nghiêm, dùng ngọc báo treo xen kẽ, thiết trí nhiều năm liền và nhiều lần giáng điềm thần dị. Sau đó tổ chức hội lớn, đạo tục rất đông. Thứ tự chỗ ngồi có một vị tăng, dung mạo áo quần dơ bẩn, thân sắc lộ vẻ thô kệch. Từ giữa mọi người bước ra, đi thẳng lên chỗ ngồi, chắp tay phái rồi lặng lẽ ngồi, chứ không hề nói năng gì. Cả nhà cảm thấy kinh ngạc, nói là người có tính tình lạ lẫm kỳ quái. Hà Sung cũng không vui lòng, không chừa ý với nhan sắc của vị này. Đến lúc đi bày biện bữa cơm trưa thì vị tăng này ngồi ăn ở tòa cao. Ăn xong bưng bình bát đi ra khỏi phòng, quay đầu lại nhìn và nói với Hà Sung rằng: đâu cần phải uổng công tinh tiến. Nhân đó tung bình bát lên giữa hư không, đạp gió mà đi. Hà Sung và đạo tục kinh hoàng hướng theo nhìn xem, nghi dung sáng trực to lớn, nhìn hết tầm mắt mới ẩn đi. Quay trở lại cùng nhau xót ân hận, chập đầu sám hối liên tục nhiều ngày mới nghỉ. Câu chuyện thứ hai. Vào thời nhà Tấn có Ni Trúc Đạo Dung, không biết là người nơi nào, cư trú tại chùa Ô Giang, giới hạnh tinh nghiêm, nhiều lần có điều cảm ứng. Thời Tấn Minh Đế rất được cung kính, lấy hoa trải dưới chỗ ngồi, nghiệm đúng kết quả được là hoa không héo tàn. Thời Giảng Văn Đế tin theo Thanh Thủy Đạo, bậc thầy được tôn trọng chính là ở chốn kinh sư, người ta gọi là Phương Bộc Dương. Trong phủ có đầy đủ phòng ốc đạo quán, khách xa nhiều lần đi đến khai hóa, nhưng cuối đời Văn Đế mới thuận theo. Sau đó cứ mỗi lần Văn Đế đi vào đạo quán thì nhất định là trông thấy người thần làm sa môn hiện ra khắp nơi trong nhà. Văn Đế nghi ngờ Đạo Dung làm ra, nhân đó làm thầy, tức thì phụng sự chánh pháp. Dòng họ nhà Tấn biểu hiện sự tôn sùng Phật đạo chính là năng lực của vị ni này. Đương thời sùng kính đặc biệt được xưng là thánh nhân. Chùa Tân Lâm chính là Văn Đế đã làm ra cho Đạo Dung. Đầu thời Hiếu Vũ Đế nhà Tấn bỗng nhiên tuyệt tích không biết ở đâu, mới mai táng y bác ấy, cho nên cạnh chùa có ngộ như vậy. Câu chuyện thứ ba. Vào thời nhà Tấn có Khuyết Công Tắc, là người nước Triệu, trơ lì, im lặng, chỉ chịu khó đối với pháp sự, qua đời ở Lạc Dương vào thời Tấn Vũ Đế. Đạo tục cùng chí hướng tiến hành tổ chức pháp hội tại chùa Bạch Mã. Trong đêm ấy tụng kinh, vào lúc cuối đêm nghe giữa hư không có tiếng sướng lên ca ngợi, ngước mặt trông thấy một người hình dáng to lớn, y phục trang nghiêm, quả là nói rằng:
tôi là Khuyết Công Tắc, nay sanh về thế giới an lạc ở Tây Phương, cùng với các Bồ Tát đi với nhau đến đây nghe kinh. Cả phòng kinh ngạc bật dậy đều có thể nhìn thấy. Lúc ấy lại có vệ sĩ độ ở cấp quận, cũng là cư sĩ tu khổ hạnh, là bậc thầy đối với Công Tắc. Mẹ của sĩ độ cũng rất tin tưởng xưa nay tụng kinh trường trai, và trong nhà thường cúng dường chư tăng. Thời gian gần trưa, bà mẹ đi ra ngoài trai đường cùng với các bi tăng ni dạo bước nhìn ra xa. Bỗng thấy giữa hư không có một vật gì rơi xuống, rơi ngay trước mặt bà mẹ. Chính là một cái bát có chứa đầy cơm, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Cả phòng yên lặng trong một lúc, tất cả đều lễ lạy cung kính. Bà mẹ tự mình bưng đi phân chia, mọi người thọ trai ăn vào trong 7 ngày không cảm thấy đói. Chiếc bát này giống như nói hãy còn tồn tại ở nơi này. Sĩ độ có sở trường về văn chương ngôn từ, làm sám văn về bát quan trai. Cuối thời nhà Tấn, người thọ trai giới hãy còn sử dụng, qua đời trong thời Vĩnh Xương nhà Tấn. Cũng thấy có điềm linh ứng kỳ lạ, có người tạo thành hình tượng, làm thành thánh hiền truyện, có ghi lại sự việc ấy rằng sĩ độ cũng sanh đến Tây Phương. Ngô Hưng Phương phải nói rằng nến soi tỏ cung khuyết, cụ già cất bước trong đêm. Về sĩ độ tiếp theo thanh quy, tất cả thản nhiên đến nơi vô sanh, cùng lục xác để trở thành người bất tử. Câu chuyện thứ tư. Vào thời nhà Tấn có đàn phổ ở vùng Nam Chương, nhiều đời tín thờ cung kính. Vợ là người họ Toàn ở quận Ngô, rất chịu khó nhẫn nại. Cứ mỗi lần tổ chức trai hội thì không làm trái giới mời thỉnh, hễ có người đến thì nhân tiện giữ lại mà cúng dường. Sau khi tăng quy tụ, đếm thiếu một người, khiến người nhà đi khắp mọi ngã, tìm thấy một sa môn ngồi dưới bóng cây liễu, nhân đó mời cùng trở về. Người trong nhà bưng dọn thức ăn, phấp chân làm cơm đổ xuống đất, đồ ăn thức uống cũng tung tóe đổ hết, sững sờ không biết phải làm sao. Sa môn này nói: trong bình bát của bần đạo có cơm đủ để cúng dường cả chúng. Sau đó bảo đàn phổ mang đi chia cho mọi người, đã chạy mà đạo tục trong ngoài đều được no đủ. Ăn uống xong xuôi liền tung bình bát lên giữa hư không, chốc lát vút lên trời cao, nhìn hết tầm mắt mới ẩn đi. Đàn phổ bèn dùng gỗ khắc chạm làm thành hình tượng của sa môn ấy, sớm tối lễ lạy cung kính. Trong nhà đàn phổ xảy ra tai họa gì thì pho tượng này nhất định phải xê dịch hay ngã xuống để báo trước. Con của đàn phổ âm thầm giúp cho công lao của Tô Tuấn mà được cấp đất và tước vị ở tại Đông Hưng là vậy. Câu chuyện thứ năm. Sa môn Trúc Pháp Tiến là người đứng đầu trong chùa Khai Độ, thông minh, hiểu biết nhiều, có năng lực hiểu được lời nói lạ lùng của thế tục. Kinh đô Lạc Dương sắp có biến loạn xảy ra nên muốn đến nơi núi sâu đầm vắng mà ở. Mọi người thỉnh cầu lưu lại nhưng Pháp Tiến đều không đồng ý. Thiết hội cúng dường, thắp hương cáo biệt với mọi người. Đến lúc đang thắp hương bày tỏ thì bỗng nhiên có một vị tăng xuất hiện ở trên chỗ ngồi, y phục đầy bụi bẩn, mặt mày sưng húp vàng giọt. Pháp Tiến trách móc là người hèn mọn nên dẫn đi xuống chỗ ngồi phía dưới, thì lại đi lên phía trên, dẫn xuống đến lần thứ ba mới không thấy trở lại. Mọi người ngồi đã ổn định mới bắt đầu bưng cơm nước bày ra. Bỗng nhiên gió lớn nổi lên, đất cát mịt mù, bàn ghế đổ hết. Pháp Tiến sám hối, tự trách lỗi mình mới dừng lại, lúc ấy không đi vào núi nữa. Bàn luận cho rằng thời thế sắp xảy ra biến loạn, Pháp Tiến không nên đi vào núi ẩn mình, đồng thời đạo tục hết lòng cầu thỉnh cùng nhau mong giữ lại, cho nên gặp điều thần dị này ngăn lại ý định ra đi ấy vậy. Câu chuyện thứ sáu. Tống Cừu Na Bạt Ma vào thời nhà Tề, nói là Công Đức Dũng, là dương tử của nước Kế Tân. Tuổi nhỏ xuất gia được gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Đầu thời nhà Tống đi đến Trung Quốc truyền bá phiên dịch rất nhiều kinh điển, luật hạnh tinh thông cao xa không có ai có thể sánh bằng. Sa môn Tuệ Quán khâm phục phong cách đức hạnh ấy, mời đến cư trú tại chùa Kỳ Hoàng ở chốn Kinh Sư. Đường thời đi đến nơi thì ngờ rằng không phải là người phàm, mà thần thái sâu kín không ai có thể biết được. Đã từng đi đến chùa Định Lâm ở Trung Sơn dự trai hội,
lúc ấy các đạo tục hái nhiều loại hoa tươi trải dưới chỗ ngồi của tăng để nghiệm xét cầu gặp bậc thánh nhân. Hoa nơi chỗ của chư tăng cũng khô héo tàn tạ, mà qua nơi chỗ ngồi của Bạt Ma vẫn tươi đẹp như ban đầu. Thế là cả chúng kinh sư vui mừng càng thêm kính trọng. Ta thế vào ngày 1 tháng 5 thứ niên hiệu Nguyên Gia thời nhà Tống cũng không bệnh hoạn gì, mà chỉ ngồi xếp bằng tròn, chắp tay cúi đầu trang nghiêm. Thế là trải qua 2 đêm, sắc thái dung mạo không thay đổi. Lúc ấy có người nói là đi sâu vào trong thiền định. Đã vậy mà còn có thư để lại ở dưới chiếu ngồi, nói rằng đạt được 2 quả sa môn, mới biết là mạng chung. Đệ tử đứng hầu bên cạnh ngửi thấy mùi hương khắp nơi. Hơn 200 người ở chốn kinh sư đi đến pháp hội. Đêm ấy tụng kinh cầu nguyện, ngoài cửa tụ tập lắng nghe rất đông. Gần sáng tỏ mà trên phía tây nam có dần mây bừng bừng cuộn lên. Phút chốc có một vật dài gần 1 sải vòng quanh thi hài mà đi. Mọi người tu tập đều nhìn thấy như vậy. Lúc Bạt Ma chưa mạng chung có làm 30 bài kệ lấy giao cho đệ tử, bảo rằng nên chuyển đến cho tăng ở Thiên Trúc xem rõ. Những chuyện trên đây trích từ Minh Tường Ký. Vào thời Lương có sa môn Thích Đạo Lâm ở chùa Tề Kiên, vùng Phú Chương, vốn là người họ Âm, vùng núi Cối Kê, xuất gia từ nhỏ với hạnh trang nghiêm, thông hiểu Niết Bàn, Pháp Hoa, học thuộc lòng Kinh Duy Ma. Trương Tự ở nước Ngô dùng lễ nghi mà thờ kính, sau đến cư trú tại chùa Tuyền Lâm, huyện Phú Chương. Chùa thường xuất hiện quỷ quái tà ma, từ khi Đạo Lâm cư trú thì quỷ quái không còn nữa. Đệ tử của Đạo Lâm là Tuệ Thiều bị nhà sập đè lún sâu vào ngực. Đạo Lâm cầu nguyện cho Tuệ Thiều. Tuệ Thiều trong đêm thấy 2 vị đạo nhân người Hồ lôi đầu mình ra, sáng sớm thức dậy tức thì bình phục. Đạo Lâm ngay sau đó thiết trai cúng dường thánh tăng, trải lụa mới ở trên giường. Trai hội hoàn tất thấy trên lụa có dấu tích con người, đều dài hơn 3 thước. Mọi người đều tin phục hiện tượng cảm ứng đó. Người dùng Phú Chương mới bắt đầu từng nhà thiết lập bàn thờ thánh tăng để cúng dường. Đến đầu thời nhà Lương thì Đạo Lâm vào cư trú ở chùa Tề Hy, qua đời năm thứ nhất niên hiệu Thiên Giám nhà Lương, hưởng thọ 72 tuổi. Câu chuyện trên đây trích từ Lương Cao Tăng Truyện. Thank you.
nguyện đem công đức này, Phật tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ, nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi cực lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu. Nam mô.
Nam Mô A Di Đà Phật.